Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ken nha. Tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình một số mẫu bông trang thần chậu đang sổ búp quý anh chị em, rất là nhiều màu ha. Nhiều mệnh giá cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm trang trí nha quý cô chú anh chị em. Hàng này đi về mình xử lý hoa Tết là vừa nha quý cô chú anh chị em. Còn chào Ken. Chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì vườn em tiếp tục lên những cây trang hoa đang thuần chậu sống khỏe ha. Mỗi mã số em lên đều bao phí ship tặng nơi cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại giao lưu là 0977 416 876, đồng thời cũng là số Zalo vườn hiện tại Lắp Bò Đồng Tháp ha. Em thì ship code toàn quốc. Bắt đầu mình đi mã số 1. Đây là cây trang này là cây thái đỏ ghép màu vàng vô ha, một thân ha. Một cốt hai màu anh chị em. Cây có chiều cao đây là 45, tán ngang là 55. Thấp thân thì tầm 5 ha. Cây có hoành ở đây là 10. Cây này thì em vô lưới giá là 300.000. Cây thái đỏ ghép thì màu vàng hai màu ha. Tàn tròn quay đặc, kẹo anh chị. Tán rất là đặc luôn. Tiếp theo. Ủa? À, này mã số 2. Là một cặp. Cặp thái đỏ. Cây có chiều cao đây là 50. Tán ngang là 45. Hốc thân là 7. Cây có hoành ở đây là 8 nha. Một cặp này em cũng vô lưới giá là 350.000, mã số 2. Tàn tròn đặc tán nha. Tất cả đều bao sống bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị em. Lô này đa số thần chậu nên quý anh chị em mình an tâm về vấn đề cây ha. Tiếp theo mã số 3 là một cặp đỏ vàng tàn thông mini. Một cặp hai màu. Cây có chiều cao đây là 75. Tán ngang là 37. Hốc thân thì tầm 5 nha. Cây có hoành ở đây là 11. Một cặp đỏ vàng tàn thông lỡ. Cặp này em vô lưới giá là 450.000, mã số 3. Tiếp theo mã số 4 là cây thái đỏ. Đang sát nụ anh chị em. Cây này hoa mình chơi suốt luôn ha. Loại này rất là xiên bông. Cây có chiều cao đây là 75. Tán ngang là 60. Hốc thân là 8. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này vô lưới giá là 250.000, mã số 4. Thái đỏ. Tiếp theo mã số 5 là cây tím sen. Cây sạch nụ ha. Loại này cũng rất là xiên bông. Cây có chiều cao đây là 73. Tán ngang là 77. Hốc thân là 20. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này vô lưới giá là 400.000. Mã số 5. Tàn siêu mạnh luôn chị em. Tiếp theo mã số 6 là cây thái đỏ. Tán rất là mịn tán ha. Cây này về mình để hoa Tết là vừa kịp nha cô chú anh chị, nó đi cơi đọt rồi. Loại này nó rất dễ nhảy bông. Cây có chiều cao đây là 95. Tán ngang là 65. Hốc thân là 10. Cây có hoành ở đây là 14. Cây này vô lưới giá là 450.000, mã số 6. Thái đỏ. Tán khung xương rất là đặc luôn. Tiếp theo mã số 7. Một cụm trang sen Nhật của anh chị em, đang sổ cứng hoa. Loại này cũng rất là xiên bông. Tàn con rất là mịn, rất là sát ha. Cây này của anh chị em mình nếu như mà thích thì mình về mình có thể mình cắt phôi, mình chơi bonsai tiểu cảnh của anh chị em. Cây có chiều cao là 70, tán ngang là 85. Này là một cụm bụi ha. Cây có hoành ở đây là 44, một cụm hoành ở đây. Cây này thì em cũng vô lưu với giá là 700.000, mã số này, 7. Cụm này có sạc phôi, giật phôi rất đẹp quý anh chị em. Hoa nuôi cánh kép nữa, loại hoa cánh kép rất là đẹp ha. Này có hai lựa chọn, một mình chơi tàn. Tiếp tục, mã số 8. Cây này tán, khung tán lớn dày hơn ha. Cụm này thân lực quý anh chị em, cốt lực ha. Cây có chiều cao ở đây là 70. Tán ngang là 95. Cụm hoành này là tới 61 nha. Cây này thì em cũng vô lưới giá là 800.000. Màu hoa đỏ rất là đẹp, loại này mà nó lên hết hoa nhìn rất là rực rỡ luôn. Tiếp theo
mã số 9. Vẫn là trang sen quý anh chị em. Dòng này hoa rất là bền, lâu tàn. Cây có chiều cao ở đây là 73, tán ngang là 85. Cụm này thoáng nha quý anh chị em. Cụm này là 44 ha. Cây này thì em cũng vô lưới giá là 700.000. Mã số 9. Tán rất là đặc luôn. Tiếp theo mã số 10. Cũng là trang sen Nhật luôn. Cây có chiều cao ở đây là 73. Tán ngang là 85. Cụm này là 38 nha. Cây này thì cũng vô lưu với giá là 700.000. Tán rất là đặc, rất là mịn nha. Cây xanh mướt, lá xanh đen của anh chị em. Rất là khỏe. Loại này đã thuần chậu lâu rồi. Mã số 11. Cây vàng cam. Vàng cam đang hoa nụ rất là đẹp. Màu hoa này nó rất là ngọt ha. Dòng Thái của anh chị em. Cây có chiều cao đây là 60, tán ngang là 80, hốc thân là 16, cây có hoành là 14. Cây này vô lưới giá là 350.000. Mã số 11. Mã số 12 là cây đỏ nhung, Mỹ đỏ nhung. Đỏ nhung lá nhựa lá bóng của anh chị em. Cây có chiều cao đây là 1m1, tán ngang là 95, hốc thân là 55. Cây có hoành ngay vị trí này là 15. Cây này vô lưới giá là 350.000. Mã số 12, Mỹ đỏ nhung. Mã số 13 là cây tím sen. Cây này là thuần bồn nha cô chú anh chị. Cây siêu to anh chị em. Này trồng trên một cái bồn. Về mình ra chậu ra nắng bình thường ha. Cây có chiều cao đây là 95. Tán ngang là 1m1. Hốc thân là 15. Cây có hoành ở đây là 19 ha. Cây già thân nha cô chú anh chị, có bệ đế nha. Tím sen. Cây này giao lưu giá là 900.000, mã số 13. Tán rất là dày luôn, cây này là thân rất là già rồi. Tiếp theo mã số 14 là cây thái vàng, cây đang siêu nụ. Cây có chiều cao là 77, tán ngang là 80. Hốc thân là 16. Cây có hoành là 16. Cây này giao lưu ý giá là 450.000, mã số 14, thái vàng. Mã số 15 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao đây là 85. Tán ngang là 67. Hốc thân tầm 5 ha. Cây có hoành là 10. Cây này giao lưu ý giá là 400.000, mã số 15. Cây này cơi tán dày nha cô chú anh chị. Mã số 16 là cây tím sen, cây này búp măng rất là nhiều ha. Kẹo nụ quý anh chị em, sát hết trơn. Cây có chiều cao là 75, tán ngang là 75. Hốc thân là 21. Cây có hoành là 12, cây này giao lưu với giá là 400.000, mã số 16. Mã số 17 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao là 92, tán ngang là 60, hốc thân là 31. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này cũng giao lưu với giá là 350.000, mã số 17. Một cốt thoáng của anh chị em. Mã số 18, cây nè, hoa nụ rất là đẹp nha. Phơm tròn xoe ha. Cây có chiều cao là 1m, tán ngang là 65, hốc thân là 35.
Cây có hoành là 14, cây này giao lưu với giá là 370.000, mã số 18. Mã số 19 là cây vàng lá xoắn, xây lớn, hùng bồn ha. Cây này rất là già quý anh chị em. Dòng này thì nó hay chạy sọc trên hoa và nó hay đột biến ra màu cam nha quý anh chị em. Cây có chiều cao là 80, tán ngang là 90, hót thân là 15. Dòng này thị trường rất là ít ha. Thân rất là già, có bệ đế nha cô chú. Đế nó lên nu luôn rồi, giống như chân dôi à. Cây có hoành ngay vị trí này là 14 ha. Nguyên một cụm đế này ha, cũng là 32 à, bệ đế. Cây này thì cũng giao lưu với giá là 500.000, mã số 19, vàng lá xoắn. Cây đều thuần bồn, thuần chậu hết nha cô chú chị, về bao sống khỏe. Tiếp theo là cây vàng cam. Cây này đang sệt nụ ha, về mình chơi hoa dần là vừa luôn. Cây có chiều cao là 65, tán ngang là 70, hót thân là 15. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này cũng giao lưu với giá là 350.000, mã số 20, vàng cam. Mã số 21 là cây tím sen. Sạch nụ và phơm tàn nó giống như cây đĩa bay của anh chị em, rất là mịn luôn. Tán nè, đang rất là nhiều nụ ha. Cây có chiều cao ở đây là 70, tán ngang là 80, hót thân ở đây là 8, cây có hoành ở đây là 12. Cây này cũng giao lưu giá là 400.000 ha. Tán rất là đặc luôn. Mã số 13 là cây hồng phấn xưa. Loại này rất là siêu bông. Cây có chiều cao đây là 75, tán ngang là 80, hót thân là 29. Cây có hoành là 14. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 22. Kẹo bút nụ ha. Mã số 23 là cây thái vàng tàn tròn. Cây có chiều cao đây là 85, tán ngang là 65, hót thân là 33, thân già nuôi luôn. Cây có hoành ở đây là 18. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 23. Mã số 24 là cây thái đỏ. Cây này cũng hoa nụ rất là đặc luôn ha. Đây. Lô này chuẩn bị rực rỡ anh chị em. Sạch hoa rồi. Cây có chiều cao là 85, tán ngang là 70, hót thân là 18. Cây có hoành đo vị trí này là 13 ha, mình còn đế dưới nha. Cây này cũng giao lưu với giá là 350.000, mã số 24, thái đỏ. Mã số 25 là cây mỹ cam, cái tàn rất là khủng luôn. Cây đã thuần chậu rồi nha cô chú anh chị, cái này là thuần bồn rồi. Hàng sưu tầm của chị em. Loại này già nứt rồi. Cây có chiều cao đây là 1m15, tán ngang là 1m30, hót thân là 48. Cây có hoành ngay vị trí này là 15 ha. Gốc chặt chân dôi của anh chị em. Còn bệ đế mình chưa khui ha. Cây này thì cũng giao lưu với giá là 600.000, mã số 25. Tán rất là đẹp luôn. Mã số 26 là cây hồng phấn xưa. Cây hòa ha. Tán rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao đây là 75, tán ngang là 90, hót thân là 29. Cây có hoành ngay vị trí này là 15. Cây này cũng giao lưu với giá là 450.000, mã số 26. Tán đặt đang sai hoa nụ ha. Mã số 27 là cây thái vàng. Vàng siêu mịn. Cây có chiều cao ở đây là 85, tán ngang là 85, hót thân là 10. Cây có hoành là 14. Cây này giao lưu giá là 400.000, mã số 27.
Mã số 28 là cây tím sen. Phồm tàn siêu tròn của anh chị em. Tán dày ha. Cây có chiều cao đây là 75. Tán ngang là 85. Cây một cốt nha cô chú anh chị, đây. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này giao lưu với giá là 500.000, mã số 28. Tím sen. Mã số 29 cũng là tím sen luôn. Tán dày tròn ha. Cây có chiều cao đây là 75, tán ngang là 90. Thốt thân thì tầm 5 ha. Cây có hoành ở đây là 13. Cây này vô lưới giá là 500.000, mã số 29 tím sen. Mã số 30 là cây thái đỏ. Cây có chiều cao đây là 90. Tán ngang là 80. Hót thân là 16. Cây có hoành ở đây là 11. Cây này giao lưu giá là 450.000. Những loại cây như thế này đã được cây tán sẵn nè, về cô chú anh chị mình làm hoa Tết nè, rất là đẹp luôn. Mã số 31 là cây vàng cam. Loại này xây lớn ha. Khung tán rất là dày luôn. Kẹo nụ anh chị em. Rồi cây này về chơi hoa tới Tết luôn. Cây này có chiều cao đây là 97. Tán ngang là 75. Hót thân là 16. Cây có hoành ở đây là 15. Cây này giao lưu giá là 500.000, mã số 31 vàng cam. Mã số 32 cũng là vàng cam luôn, cũng là xây lớn, tàn rất là đặc luôn. Cây có chiều cao đây là 90, tán ngang là 70, hót thân là 8, cây có hoành là 12. Cây này cũng giao lưu với giá là 500.000, mã số 32. Mã số 33 là cây thái vàng tàn tròn. Cây rất già, một cốt của anh chị em. Thân thoáng nha, nhìn rất là đẹp luôn. Cây có chiều cao đây là 1m1. Tán ngang là 1m. Hót thân là 39. Cây có hoành ở đây là 17. Cây này giao lưu với giá là 550.000, mã số 33. 550 ha. Mã số 34. Một cây cam Đài Loan đang kẹo hoa anh chị em. Rút cái phơm tàn rất là sát á. Cây có chiều cao đây là 1m25. Tán ngang là 1m05. Hót thân là 39. Cây có hoành ở đây là 16. Cây này giao lưu với giá là 450.000. Mã số 34. Phơm tàn rất là dày ha, khung xương dày. Mã số 35 là cây tím sen. Cây tàn thông ha. Cây có chiều cao đây là 1m07. Tán ngang là 85. Hót thân là 12. Cây có hoành ở đây là 16 ha. Cây này cũng giao lưu với giá là 650.000. Mã số 35. Mã số 36 cũng là tím sen tàn thông. Hai cây này một cặp của anh chị em. Cây có chiều cao đây là 1m15. Tán ngang là 90. Cây này một cốt ha, một cốt. Thốt thành thấp. Cây có hoành cũng là 16 luôn. Cây này giao lưu với giá là 600.000. Tím sen tàn thông. Mã số 37
cây thái vàng tàn tròn, thân già ha. Cây có chiều cao đây là 1m35, tán ngang là 95, thoát thân là 54. Cây có hoành ở đây là 15. Cây này vô lưu giá là 600.000. Mã số 37. Mã số 38 cũng là thái vàng luôn ha. 37, 38 mình. Cây này cái tàn như cái quạt của anh chị em. Xòe. Đang hoa, siêu hoa luôn. Cây có chiều cao đây là 1m35. Tán ngang là 1m. Hốt thân là 45. Cây có hoành ở đây là 17. Cây này cũng vô lưu với giá là 600.000. Mã số 38. Đây, đang hoa nè. Rất là rực phồn rỡ tàn, luôn rất ha. Là mịn luôn anh chị. Rất là dày luôn. Cây đó dày của anh chị em mình cắt làm trái tim ha. Rất là đẹp. Tiếp tục mã số 39 là cây hồng phấn. Cây này tàn thông quá anh chị em, cây cũng rất là già rồi, đang sổ hoa. Cây này cũng có chiều cao tầm hết thước nha, tầm 1m55 đến 1m6 của chú anh chị, rất là cao luôn. Cây này có chiều cao, có tán ngang ở đây là 1m05, hốt thân là 41. Cây có hoành ở đây là 21 ha. Cây này thì giao lưu giá là 700.000, mã số 39, hồng phấn. Cây này thì chuẩn bị mùa Noel. Cây này về quý anh chị em mình lên một cái bồn hoặc là mình lên một cái chậu kiểu ha. Mình trang trí những cái đèn chớp mà nhỏ rọn thôi. Ra ngoài những cái nhánh này nè quý anh chị em. Tới mùa Noel quý anh chị em mình ghim vô cái là rực rỡ luôn. Cây này đang sổ nụ hoa ha. Vừa kịp Noel luôn nha cô chú anh chị. Mã số 39, 700.000. Đây là mã số cuối clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ kênh Pháp Thái. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều loại video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi thì đại diện một số mẫu bông trang trong vườn em Ken nha. Quý cô chú anh chị em nào cần nguồn sỉ hoặc là trang trí công trình thì cứ liên hệ ha, sẽ có giá tốt nhất và mỗi cây trên clip đều miễn phí nha quý cô chú anh chị em, miễn phí ship vận chuyển toàn quốc nha. Bao sóng bao ship về tận nhà cho quý cô chú anh chị em mình luôn. Rồi kính chúc quý cô bác anh chị em mình nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại nha.